Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức tổng hợp 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin người quen của Công Phượng thay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chỉ đạo Sài Gòn. Chiều ngày 18 tháng 2, sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19, đội chủ sân Thống Nhất đã có buổi tập khai xuân năm mới 2021. Ông Shimoda Masahiro, cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, là người trực tiếp chỉ đạo buổi tập. Theo đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có cuộc họp quan trọng với ban lãnh đạo của Sài Gòn FC nên giao công việc lại cho chuyên gia người Nhật. Theo thông tin từ câu lạc bộ, nhân sự của thành phần ban huấn luyện viên sẽ có sự thay đổi trong thời gian sắp tới. Đầu buổi tập, chuyên gia người Nhật dành thời gian trò chuyện với các cầu thủ rồi cho họ tập bóng ném. Sau đó, Cao Văn Truyền cùng các đồng đội tham gia chạy sức bền. Vì là buổi tập đầu tiên sau quãng thời gian nghỉ Tết nên khá nhiều cầu thủ Sài Gòn FC tỏ ra mệt mỏi. Tuy nhiên, không khí trên sân Thành Long vẫn diễn ra rất vui vẻ. Năm 2017, tân cố vấn cao cấp của Sài Gòn FC đến Bỉ làm việc cho đội bóng cũ của Công Phượng là Shin Chuyense. Ông Shimoda Masahiro, sinh năm 1967, từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như giám đốc DTQG Nhật Bản hay các đội U16, U19, U23 với chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng như vô địch ASEAN Cup 2011, U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2016, đội Olympic Nhật Bản đứng hàng 4 Olympic 2012. Hiện câu lạc bộ Sài Gòn đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Vlaeweer 2021 với 6 điểm có được sau 3 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành còn tham gia sân chơi AFC Cup. Sài Gòn FC vẫn từng bước đi đến mục tiêu lọt vào top 3 với chiến lược Vlaeweer hóa. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin ngày hôm sau.